dưng nó lại mua đầu keo. Hôm nay cả keo hạt cửa hàng ngã từ ngày đặc biệt chào cô Út, chào kênh. Thôi đẹp, mấy dưa hấu này ăn mới ngon, chứ còn dưa hấu tròn ăn không có ngon. Chút về mua. Quay cô nào thả lên bạn coi. Để đăng nhập đi đâu. Đó. Đi xuống rồi chị Tư Thành chơi á, bởi mai cái một máy mai vậy nè. Đúng cái lục mà nó lấy đầu cái đậy lại đeo con. Đã chụp hình rồi nè. Rất là luôn. Rồi bay. Rồi, nó quay con nó quay đi đăng lên tạm đâu. Quay này là ngon cái trên. Dạ. Hay là cô Hiệp á. Dạ, theo quay cô Hiệp. Ở đây chị ăn sợ quay này không à. Đắt tiền. Bánh kẹo Tết. Nè mấy cái giấy này nè. Cái giấy này dán dưa hấu nè. Rồi đây là con.
cọc hết hả? Dạ. Đi chợ đông nè, hiểu không? Chợ đông tôi bắt cái mẹ luôn đó hả? Ba nào lấy ba nào. Qua bên đây là nó có luôn chứ. Lấy thùng vàng vàng cho anh đi. Nga bán đây nè Nga. Theo leo. Bánh nè. Mấy cái này giống hồi xưa. Giống. Canh miếng thay leo đi. Dạ. Địch có 20 cân. Leo này. Có làm sẵn này 20 ngàn. Không có, con muốn ăn hai cái như vậy nè. Rồi giờ canh thêm miếng nữa. Bây giờ gì bán cho con vậy nè. Miếng này, miếng này cân chung. Hai thứ. Dạ. Hai thứ mà nửa ký. Cái này chị 20 ngàn. Con này vô. Lấy bạch nó đi. Vậy thôi lấy bạch đen đi. Hai cái 40 hả? Con này không có sẵn hả? Không, cái này sợi 45. Rồi hốt cho con đi, 20 nữa đi là 40. Ở sợi này mắc hơn hả? Này mắc hơn. Mẹ cái này có 80, cái này 90 nữa. Cái này mắc hơn hả? Ừ. Còn đen mắc hơn. Vậy hả? Con này khác hả? Cái đó có 18 ngàn là còn rẻ hơn nữa. Còn cái này là gì vậy ta? Cái này theo leo ngon lắm. Bảo đảm vừa ăn đi vừa mai là còn cái này là ngon hơn ha. Dở hơn. Dở hơn. Dở hơn là thôi mua ngon đi. Ăn nước mà đem đây kéo chai đem về mà nghe hốt năm rồi. Ở nhà mấy ông nó đi mất hết rồi, có mình tôi rồi. Này, cái quẹo này là bỏ chứ. Bỏ vậy tôi biết. Để không, nó cũng mấy tuổi sao làm gì. Để bà nói ra. Mất một trẻ đi. Biết ổng nó buồn luôn á. Vậy. Ai đây? Ủa?
Dạ chị Năm, bữa hổm chị anh Năm ra mà em đâu có nhớ đâu, em đâu có thấy chị Tính nhìn cảnh nói em nó chờ xong nói anh Năm là em chào anh Năm. Anh Năm đem gì ra đó quên rồi. Nè đây không nhớ không quên. Phải nhớ đem về để nguyên nó này Tết mới có hữu của cả nha. Không thiếu một tờ. Nho bánh kẹo rất là nhiều các bạn. À, bây giờ bắt đầu từ đây ha. Hỏng nè. Nước gừng. À, kẹo bắp. À, nước gừng luôn. Bí nè. Đây là nho. Hạt sen ha. Này là kẹo nào măng bán cầu. Trà là. À, kẹo me cây nè các bạn. Này me ngắn nè. Đây là nhiều mức. 15 tháng 5 ngàn đi. Cái giờ 15 tiền đâu đưa. Này nước yến bánh kẹo. Ai bữa bao nhiêu kêu phần này chở nha. Mấy hả? Mấy cái bạch cho em lại dạ. 30 hả chị Hà chị Năm? Tiền mấy ơi ba lít nước. Đây cái này. Đây. Dựng như đây cần dựng. Là mang không khá quá ha. Hen. Nguyên cây nữa không chị? Cái gì nữa vậy? Buồn không? Một cái nuôi. Mình phải bò chứ. Mua không có quà mà còn mua to nữa. Trời ơi. Mà sang dữ vậy trời. Một nuôi nè. Cô này là đi gom tiền thôi. Quấn anh bây giờ là chị Cẩm bán mà còn bo luôn nữa. Bo luôn đi. Có quay tôi ơi, có quay tôi chào hết luôn. Chảnh thiệt. Bà chủ tiệm bánh Ngọc Cẩm chợ Kinh Đức Mặn các bạn. Rồi đi tìm phải đưa mặt hết luôn. Chào. À, trong sạch chợ nên rất là đông, hơi chật chội tí. Còn nữa.
Tuần trước về hôm qua hả 17? Vui ha. Mẹ ngồi đây để quay về ha. Dạ. Vàng quá. Đây là bãi ghe các bạn ha, ngã ba kinh ngay chỗ này, rất là nhiều tàu ghe đi ngang đây. À, bông chuối nè. Ở đây ngày xưa nếu mà đường bộ, mà hồi xưa đường bộ chưa phát triển các bạn. À, ở đây tàu ghe cập bến rất là nhiều, nhưng mà nay có đường nhựa rồi, có cầu rồi, nên là ở đây nó không có được giống như ngày xưa. Ở đây là các tỉnh họ về đi ngang Sài Gòn, họ ghé đây họ mua bán rất là nhiều. Dạ cảm ơn nha. Bye bye. Dạ rồi chào chị anh. Xe mà xe. Xe. Dạ. Chạy ra chị. Năm nay sướng rồi. Không làm bánh ra để rồi. Đây chợ đó nè. Xe. Oh,
ơi, gặp cô Út. Chào cô Út. Em ra ngoài hỏi nó chịu không? Chị phải đeo. Cô đi ra ngoài thôi, con khỏe thôi. Nhiêu tiền? 10.000 đắt 2 món nữa. Bỏ vào giỏ nữa. Đắt chào để em ạ. Đây, đây. Căng chưa, căng chưa? Bỏ ra hả? Dạ. Bỏ ngang giỏ cho nó. Dạ. Bỏ ra ngoài dạ. Nè. Đây, đây, đây. Hỏi sao á, hỏi sao quýt chết. Hay là lấy xe chạy vô. Để đi con, để vợ xuống.